bậc tam cấp của Trường Thành thì nó có pha mồ hôi, nước mắt của sự tù đầy á, rồi có cả máu và xương của người trong đó. Non hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp. Ở cô bác các chị thấy không? Trùng trùng điệp điệp. Và dẫn Lý Trường Thành này nó chạy dọc theo những cái núi này. Cuối cùng là ở cuối cùng là đi đến tới dưới biển luôn. Thời tiết của Trung Quốc cực kỳ khắc nghiệt. Và số người mà đã bỏ mạng tại Vạn Lý Trường Thành này, xây dựng tại Vạn Lý Trường Thành này, bỏ mạng là không ít ha. Và nhân công ở đâu mà đấy có thể xây dựng được một cái Vạn Lý Trường Thành. Hồi bây giờ cũng còn xa, bây giờ mình lội bộ đến đâu được thì đến, cũng mệt nhưng mà thôi thì cố gắng lên đây, không khí nó càng lỏng quá anh chị. Nhiệt độ bây giờ thì cũng khoảng 17 độ C, và ngồi đây để thưởng thức một miếng nước mới có sức lội lên tiếp nè. Cô bác của anh chị thấy là khoảng 5 tấc một viên đá để mà cố cái thành này á, nó dày á, cái tường thành này nó dày là một bên là khoảng 4 đến 5 tấc cho cô bác. Đã đến nơi rồi. Sở dĩ bờ hồ đặt chân đến đây như leo lên đến gần như là cái đỉnh cao nhất của Vạn Lý Trường Thành để chia sẻ thước phim này, như là lời cảm ơn đến tất cả các cô bác quý vị. Dạ, bờ hồ xin chào cô bác quý vị. Hiện tại thì bờ hồ đang có mặt tại một cái lối đi vào của đường xót vé của để đi lên Vạn Lý Trường Thành, một trong 7 kỳ quan cổ đại của thế giới nha cô bác quý vị. Và bây giờ thì bờ hồ đang đi qua, đang xót vé để đi qua nè. Đây là một phía bắc của Trung Quốc, và ông Mao Trạch Đông có một cái câu rất là hay, đó là bất đáo Trường Thành phi hảo hán. Khi mà mình đến Trung Quốc á, mà mình chưa đặt chân đến Vạn Lý Trường Thành thì mà mình không phải là một trang hảo hán thôi. Và cô bác anh chị biết rằng là Vạn Lý Trường Thành đây là một trong 7 kỳ quan cổ đại của thế giới được UNESCO công nhận. Và ngày hôm nay có mặt ở đây để chia sẻ hình ảnh này cho cô bác quý anh chị được biết, và những cái kiến thức về Vạn Lý Trường Thành đó thì Vương Hội sẽ chia sẻ hơn. Và nhiệt độ ngày hôm nay khá ấm cô bác quý anh chị, khoảng 10 mấy độ C á, khoảng 15-16 độ C á, rất là dễ chịu. Và nắng ấm như thế này rất là thuận lợi cho mình để leo lên cặt bạc của Vạn Lý Trường Thành ha, một cái công trình ngàn năm tuổi cô bác quý anh chị, hơn ngàn năm tuổi luôn. Cô bác quý anh chị biết không, từ ở dưới mặt bằng như thế này mà lên tới cái đỉnh ở trên đó đó là khoảng 500 mét. Và một cái vé mà để vô Vạn Lý Trường Thành á là khoảng là 40 tệ, thì tương ứng với khoảng 150.000 tiền Việt Nam. Đó là người Việt Nam mà bất cứ ai, kể cả người Trung Quốc, họ cũng ước ao được một lần đặt chân đến Trường Thành. Và Trường Thành này mục đích xây lên để mà trấn giữ biên cương hay cô bác quý anh chị, và chống chủ yếu là giặc ở phương Bắc đó. Bây giờ thì Vương Hồ đang đi lên, đặt chân đi lên Vạn Lý Trường Thành nè. Rất là nhiều người họ muốn lên đến đây để biết Vạn Lý Trường Thành nó hoành tráng như thế nào. Có một cái câu chuyện là những cái nhà vũ trụ, du hành vũ trụ, họ khi mà họ bay ra vũ trụ ở trên mặt trăng, họ nhìn thấy một cái công trình mà dài nhất, vĩ đại nhất, đó là Vạn Lý Trường Thành này. Nhìn từ mặt trăng xuống nha cô bác quý anh chị, thì cô bác quý anh chị thấy biết là cái Vạn Lý Trường Thành này nó hùng vĩ đến cỡ nào rồi. Mình sẽ cố gắng tranh thủ bước lên đây, tại vì lên độ dốc càng ngày càng cao. Một là những cái bậc tam cấp á, nó to lắm, giống như mình leo núi vậy. Hai á là lên càng lên cao thì không khí nó càng lỏng. Mình lên được để hôm nay chinh phục Vạn Lý Trường Thành rồi cô bác anh chị được biết ha. Tí xíu nữa mình sẽ nói sơ sơ về lịch sử của Vạn Lý Trường Thành cho cô bác anh chị biết luôn. Rất là nhiều
càng lên tới trên kia kìa. Vừa hồi sẽ lên trên đó luôn. Em bảo anh 15 rồi, hơn 15 rồi. Ở trên đây á, có một cái câu người ta nói vui như thế này. Đó là ông Mao Trạch Thông Đông ông nói là bất đáo trường thành phi hảo hán. Tại vì những cái nhà lãnh đạo, những cái chính trị gia hoặc là những tổng thống của các nước á, khi đến Trung Quốc á, họ đều đặt chân đến đây. Chẳng hạn như là ông Obama nè, Bush này tổng thống của Mỹ á, rồi tổng thống của Nga như là Putin đều đặt chân đến đây, cô bác anh chị. Cái gọi là vạn lý trường thành, đây là một cái bức tường thành dùng để trấn giữ cái biên cương của Tổ quốc. Và rất là nhiều vừa họ chia sẻ luôn, cái tường thành này đó dài đến 21.190 mấy km thôi cô bác anh chị. Hồi nó rất dài đúng không? Và không phải là cái tường thành này được xây bởi ông vua Tần Thiếu Hoàng, mà ông vua Tần Thiếu Hoàng mệt quá. Dạ. Còn tí nữa thôi. Rất là nhiều người Việt Nam đi đây ha. Sau này á, để cho an toàn hơn á, thì UNESCO họ làm những cái lan can như thế này để cho khách du lịch tham quan. Vé một người vô á là 40 tệ. Và cái vạn lý trường thành này, cô bác anh chị thấy nè, cực kỳ cao không cô bác anh chị? Hả? Và nó xuyên qua kể cả những cái dãy núi bên kia kìa. Đây. Có cái gì thấy nó hùng vĩ không? Tổng cộng á là quản lý trường thành này là dài hơn 21.000 km. Và không phải như vừa hồi đã nhắc, không phải được xây từ bởi ông vua Tần Thiếu Hoàng, mà xây từ thời Xuân Thu Chiến Quốc kìa. Từ thời Xuân Thu á là đã có cái nền móng của vạn lý trường thành này rồi. Và cái ông vua Tần Thiếu Hoàng này, ông chỉ có nhiệm vụ là kết nối những cái bức tường thành này lại với nhau, có nghĩa là xây tiếp. Và vạn lý trường thành này, cô bác anh chị biết là có cái tuổi đời là hơn 2000 năm. Một số sử sách ghi lại đó thì vạn lý trường thành này có tuổi đời là 2500 năm, có nghĩa là từ trước công nguyên đã có rồi. Sau đó ông Tần Thiếu Hoàng rồi mà đến nhà Minh thì gần như là mới hoàn thiện hết các bức thành của vạn lý trường thành. Và vì cái chiều dài là hơn 21.000 km đó, nên cái vạn lý trường thành này mặc dù ở đất nước có diện tích đứng thứ tư thế giới đó, nên nó phải chạy qua 7 tỉnh. Mà cô bác quý anh chị biết, mỗi một tỉnh của Trung Quốc á, diện tích cực kỳ lớn á, nó hơn cả nước Việt Nam luôn, hơn diện tích của nước Việt Nam luôn. Trung Quốc này nó có nhiều khu tự trị nha, có 5 khu tự trị nha cô bác anh chị. Và khu hành chính tự do là khác nhau nha, như Macau, Đài Loan là khu hành chính, còn khu tự trị như là Tăng Cương nè, Nội Mông và thêm 3 khu tự trị nữa. Người hồ không nhớ hết. Đây, còn rất là cao cái kia hơn. Và mình nhìn qua bên đây nè, đây là núi non hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp. Cô bác các chị thấy không? Trùng trùng điệp điệp. Và dẫn lý trường thành này nó chạy dọc theo những cái núi nè. Cuối cùng là ở cuối cùng là đi đến tới dưới biển luôn. Thời tiết của Trung Quốc cực kỳ khắc nghiệt. Và số người mà đã bỏ mạng tại vạn lý trường thành này, xây dựng tại vạn lý trường thành này, bỏ mạng là không ít hơn. Và nhân công ở đâu mà đấy có thể xây dựng được một cái vạn lý trường thành nó vị hùng vĩ như thế này, thì tí xíu nữa họ sẽ nói luôn. Và cái chất liệu kết dính
của vạn lý trường thành là cái gì á? Đi xíu, Bùi Hồ nói là tại bây giờ đoạn đường đó này cũng còn khá là xa nè, không? Đây có cái gì thế? Một cái núi non hùng vĩ trùng trùng điệp điệp, thưa cô bác anh chị. Người ta nói là bắt đáo Trường Thành phi hậu hán, vì để đến được Trường Thành, một á mình phải có thời gian, hai là lên đến cái đỉnh đó là mình phải có đủ sức khỏe, ba là mình phải có kinh phí để mình đi đến đây. Những cái yếu tố đó hợp lại và đặt chân đến vạn lý Trường Thành này là một điều gì đó rất là may mắn và hạnh phúc cho mình. Trong những năm vừa qua thì Bùi Hồ được đặt chân đến hai công trình của nhân loại mà được UNESCO công nhận, đó là đền thờ Angkor Wat của Campuchia, hai là vạn lý Trường Thành có tuổi đời hơn 2000 năm như thế này. Những bậc tam cấp này các bác anh chị, và như vừa họ chia sẻ là cái vạn lý Trường Thành này nè là xây trải dài qua đến 7 tỉnh nha các bác anh chị, và mỗi một tỉnh đều có một cái giống như ngôi nhà đó các bác anh chị, đó là những cái thành để cho lính canh gác á, hả? Và xây dựng rất là lâu chứ không phải là xây dựng một 200 năm, mà xây dựng từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến cái thời nhà Minh. Tại sao thời nhà Thanh họ lại không xây vạn lý Trường Thành? Thì vừa hồi chia sẻ luôn là vào cái thời nhà Thanh á, là thời đó Đại Bác đã có rồi, súng đã có rồi, nên thành nữ là ông nghĩ rằng là nếu như mà tiếp tục xây thêm vạn lý Trường Thành thì nó không phải là cái tiếng mà phòng giữ biên cương mà nó chắc chắn nhất, tại vì Đại Bác có thể ngã vô được các bác anh chị. Vào những ngày giáp Tết á, thì đây là một trong những nơi thời tiết khá là khắc nghiệt, tại vì có tuyết đóng băng, nhiệt độ âm luôn. Tí xíu nữa vừa hồi sẽ giải thích những cái chất kết dính như thế này. Ở đây là một cái vùng hoang vu khắc nghiệt, vùng đồi núi, nên rất là nhiều người họ đã bỏ mạng. Và có câu người ta nói là bức vạn lý Trường Thành này, đây là một cái nghĩa trang dài nhất thế giới. Vì hoặc là người ta nói một câu là vạn lý Trường Thành này không những được xây bởi đá, bởi vôi và gạo nếp, mà nó còn có cả xương và máu người. Tại vì cô bác anh chị biết, vận chuyển hàng trăm tấn khối đá lên những cái núi như thế này là một điều gì đó rất là công phu và phức tạp. Có một cái câu chuyện á, có một cái cô kia nói là khóc đến đổ tường thành, là cô kia biết chồng của mình á đi xây cái vạn lý Trường Thành này nè, và sau đó thì mấy năm rồi cô đợi chồng mình không thấy về, và cô đi tìm thì hỏi những người mà xây tường thành này á đều không biết chồng cô ở đâu. Và sau đó là cô đã khóc đến nỗi là ngày hôm đó là tường thành nó đang xây á, rồi mưa rất là lớn, sấm sét nữa, thành nữ là cái bức tường thành chỗ đó nó đổ sập xuống luôn. Và khi mà người ta tháo ra để người ta dỡ những cái viên đá này lên ta xây lại thì phát hiện là một bộ hoài xương cốt của chồng cô tại ở chỗ đó, một xương cốt người tại chỗ đó, và người ta cho rằng đó là cái, cô cho rằng đó là hài cốt của chồng cô đã mất khi xây vạn lý Trường Thành này. Ở đây có những cái hoa rất là đẹp các cô bác anh chị, rất là cao luôn. Ôi nhìn qua anh đây là chóng mặt luôn á. Và đoạn đường từ ở dưới mặt đất lên tới đây á là khoảng 500 mét lội bộ ha. Rất là nhiều người họ cho rằng không biết rằng chỉ ông vua Tần Thủy Hoàng mới xây được vạn lý, mà sau thời Xuân Thu Chiến Quốc á,
ông là người đầu tiên để mà kết nối những cái vạn lý trường thành này. Sau đó rất nhiều triều đại của Trung Quốc rồi, tiếp tục xây dựng. Rồi, lên tới đây rồi. Rồi, đây cô bác anh chị, chia sẻ thêm cô bác anh chị này ha. Lên tới một cái điểm canh gác nè. Yeah. Cũng mệt nhưng mà cũng vui, tại vì hiếm khi mà được đặt chân đến đây lắm. Hai. Hai. Tới đây nè, cô bác anh chị. Tới một cái nhà canh gác ha. Và vừa hồi sẽ đi vô đây luôn. Đây, nhà canh gác của lính á. Tại vì khu vực biên cương mà mình phải ngoài cái biên giới của Trung Quốc thì họ sẽ có một nhà canh. Canh để làm gì? Canh để coi những cái vật phương Bắc như là vật Mông nè, hả? Một số vật khác nữa thời loạn lạc á, để mà giữ cái biên ngải thôi. Mà họ xây dựng nên vạn lý trường thành như vậy thì đây là một lượng lực lượng rất lớn, là những người tù binh từ thời Tần Thiếu Hoàng á, ai mà bị tử tù á cô bác anh chị, ấy để xây những vạn lý trường thành và không có ngày trở về. Hai là những người mang cái tội phản quốc, những người tri thức á mang tội phản quốc và phải mang tội phản quốc và giờ phải ra đây để mà xây dựng lý trường thành này, không có ngày, có ngày đi không có ngày trở về. Và có thời điểm á cô bác anh chị là khoảng 1.000, khoảng 1 triệu người cùng xây một lúc, và hàng trăm ngàn người đã bỏ xác tại đây. Đây. Và cái viên gạch này nè, ngoài cái chất kết dính là của vôi á thì còn có một cái chất kết dính đó là nếp. Nếp á cô bác anh chị. À, cái nếp cơm nếp của mình á họ trộn vô đây. Đây đấy là họ làm một cái chất kết dính. Đây. Rất là to đúng không? Đây là những cái viên của và đá của vạn lý trường thành đã trải qua hơn 2.500 năm. Có những 2.000 năm. Có sách thì nói là 2.500 năm, có những đoạn nó đã bị thời gian nó đã bị xói lở, và có những điểm mà thời tiết khắc nghiệt người ta không thể nào trùng tu được, và có những điểm này là những điểm để người ta khai thác du lịch tham quan nè. Giờ có chú này hai giờ rồi, qua đây hai cô bác anh chị. Đây đây nè, là lính đứng canh gác và nhìn qua bên đây. Đây đây cô bác anh chị đó, nhìn qua bên đây và có nhìn qua bên đây nữa nè cô bác anh chị. Có bốn cái cửa ha. Giờ đây nè, một hai cánh đúng không, bên đây hai cánh nè. Vì là có 6 cánh cửa, 6 người lính canh gác ở tại chỗ này. À, cô bác anh chị đây. Và có những cái chỗ mà leo lên từ trên kia kìa. Đây, leo lên nè, nhưng mà người ta không cho mình leo vào. À. Ừ. Yeah. Còn ở trên kia nữa kìa. Giờ Bùi Hồ sẽ tiếp tục lội lên tới trên đây và lội qua cái đỉnh đó luôn. Rồi đi xuống cho cô bác anh chị biết ha. Những cái đoạn của trường thành nó như thế nào cô bác anh chị. Đây, đi tiếp thôi. Và thời điểm này á, nắng ấm, lội bộ thì cũng được. Và Bùi Hồ có chuẩn bị một chai nước suối á cô bác anh chị. Chai nước suối có sẵn ở trong cái túi áo này, để khi mà có mệt á thì mình sẽ uống. Đây. Cái bức tường thành này đó thì cao từ ở dưới cái mặt đất ha, mình sẽ kể luôn là kể cả cái mặt xuyên núi nha các bác anh chị. Từ ở dưới mà cái cao nhất á là cái thành cao này lên 7 mét ha. Cao này lên 7 mét nè các bác. Quý anh chị, rộng này thì khoảng 5-6 mét gì đó. Đó, chiều rộng của cái thành đó khoảng 5-6 mét. Và cái viên đá này nè. À, cô bác quý anh chị thấy nè, khoảng 5 tấc. Một viên đá để mà cố cái thành này á, nó dày á. Cái tường thành này nó dày là một bên là khoảng 4 đến 5 tấc cho cô bác anh chị. À, viên đá rất là to, đục đẽo rất là công phu. Và ngày xưa người ta xây dựng cái tường thành này đó là cô bác anh chị biết là họ đâu có máy móc hiện đại giống như bây giờ để mà dùng gồng gọc để mà cẩu lên đâu. Họ phải dùng sức người nè, sức kéo của người nè, của ngựa nè. Hả? Vì sao
bây giờ mình đi thôi á, thì thấy nó cũng đã mệt rồi. Vậy thì tưởng tượng cái công sức của con người mà để làm nên một cái vạn lý trường thành này thì phải nó khắc nghiệt như thế nào. Tại vì đây là hoang vu gần núi nha cô bác anh chị. Nhắc lại một lần nữa, đây là những bức tường thành được xây dựng ở nơi hoang vu gần núi, vắng ha. Đây rất là đẹp ha. Thôi, hùng vĩ không? Mặc dù là còn xa nhưng mà thôi cố gắng đi để cho đến điểm luôn. Tại vì mình đã lâu lắm mới được đặt chân đến đây một lần, và hơn từ bé đây ước mơ đặt chân đến vạn lý trường thành là một phần trong cái ước mơ của Bùi Hồ. Một á là đặt chân đến đây để mà cảm nhận cái sự hùng vĩ của một cái công trình nhân loại mà được UNESCO công nhận là một trong những 7 kỳ quan nhân thế giới mà được UNESCO công nhận rằng nó vĩ đại. Hai á là học qua sử sách nhiều rồi, chỉ thấy qua được những cái bức ảnh, những cái thước phim mà mọi người từng chia sẻ. Và Bùi Hồ thì sinh ra ở miền Tây mà, thành thử cũng nói về cái hoài bão, những cái ước mơ đặt chân đến những cái công trình vĩ đại á là một điều gì đó khá là xa xôi. Từ khi mà ngồi lên ghế nhà trường cho đến đi dạy học và đến thời điểm lang bạc như thế này thì chỉ biết ước mơ thôi, chưa bao giờ dám nghĩ rằng là mình sẽ đặt chân đến Trung Quốc và thậm chí là vạn lý trường thành. Nhưng mà hôm nay được đặt chân đến đây, được cảm nhận, được chia sẻ và được khao khát chinh phục, dù có mệt tí xíu nhưng mà vẫn cảm thấy vui. Vui vì cái sự mệt mỏi của mình không, nó không có, nó vẫn xứng đáng mà, đúng không? Dạ. Dạ. Hey. 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 Tôi đã đặt chân đến vạn lý trường thành, một trong những kỳ quan của thế giới. Diện tích Trung Quốc lớn lắm, mà người Trung Quốc họ cực kỳ giỏi. Đường xá chỗ nào cũng sạch đẹp, cô bác gì. Chỉ có vấn đề là khách du lịch nhiều, nhà vệ sinh không chuẩn bị thôi, chứ đường xá lúc nào cũng ok, tuyệt vời. Và lên tiếp tục, nếu như mà không có đi sang Trung Quốc, cô bác của chị nghĩ là Trung Quốc là một cái gì đó nó không đáng để đi, nhưng mà đi rồi mình mới thấy nó đáng. Hey. Hey. Chỉ toàn là vật tam cấp thôi, nhưng mà đặt chân lên đây á nó cũng khá là xa xôi ha. Lát nữa lội xuống còn mệt nữa. Hey, nó cũng giống vậy thôi. Kìa, còn xa trên kia nữa kìa. Và hình như là khoảng chừng vài trăm mét đó là sẽ có một cái nhà canh gác nha. Đây là nhà canh gác, sau này là họ mới treo cái camera để quản lý thôi, chứ trước đây á là họ đứng đây họ canh gác ha. Ở đây họ cắm xà gác nè cô bác anh chị, cắm xà gác ha và cắm hút thuốc. Hiếm lắm á mình mới thấy được cái bảng tiếng Trung và có một cái tiếng Anh như thế này. Họ kêu xà gác ở trong cái thùng này nè để giữ môi trường. Hiếm lắm mới thấy được như thế này. Trung Quốc có một thời gian á là chính quyền chính phủ á là họ ra lệnh là những cái bảng biển tên đường á là những cái chữ này nè, bỏ hết chỉ còn tiếng Trung thôi. Và thậm chí Bùi Hồ đã chia sẻ rồi, ở một số khách sạn, nhà hàng lớn của Trung Quốc á, họ không có tiếng Anh và tất cả các nhân viên gần như là hơn 90% họ không biết tiếng Anh là gì. Thậm chí là khi đi guest room á, Bùi Hồ hỏi bạn nhân viên, bạn nhân viên cũng không biết luôn. Và mình nói cái phòng bằng tiếng Anh họ cũng không biết. Và đây, khi một cái bức tường rào được dựng lên thì đâu đó gần những đôi lứa yêu nhau, họ sẽ cột những cái, họ sẽ mua một cái ổ khóa
và một cái chìa khóa, và hai người cùng gắn lại tại chỗ này, và sau đó là giục cái chìa khóa xuống dưới kia để gần ở như ở Hàn Quốc hay là một số cây cầu gì, một cây cầu ở Hàn Quốc chứ nước nào đó, là họ giục cái chìa khóa thời non hẹn biển gì trên này. Nhưng mà chỗ Bắc Kinh này nè không có biển nha cô bác anh chị, chỉ có trùng trùng đẹp đẹp là núi, không có biển. Và Bắc Kinh là nó có rất là nhiều, ở ngay tại Trung Quốc á, có rất là nhiều con sông lớn, sông Hoàng Hà nè, Lưỡng Hà sông, rồi sông rất là nhiều sông cô bác anh chị. Và thậm chí có một cái hồ mà Bùi Hồ có chia sẻ là khu vực Tây Hồ á, là phải nói là cái diện tích của cái hồ nước thôi á là nó đã lớn hơn cả cái diện tích của Sài Gòn hả cô bác anh chị, 22.000 km vuông. Nơi đó thì Tây Hồ thì nó gắn liền với những cái câu chuyện mà ở Việt Nam nó có những cái câu chuyện đó là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài á, mà được truyền ở Việt Nam có cải lương luôn. Thầy Bùi Hồ chia sẻ. Hồi bây giờ cũng còn xa, bây giờ mình lội bộ đến đâu được thì đến, cũng mệt nhưng mà thôi thì cố gắng. Bây giờ thì 10 giờ 15, cố gắng lội đây nữa, đã đi thì phải đi đến nơi. Lội thôi cũng thấy mệt, thì cô bác anh chị nghĩ là ngày xưa họ xây dựng như thế nào, cực kỳ cực công. Mỗi một bậc tam cấp của Trường Thành thì nó có pha mồ hôi, nước mắt của sự tù đầy á, rồi có cả máu và xương của người trong đó ha. Nên hồi nữa là Vua Hồ nhắc lại, Trường Thành là một số người ví von là nó là nghĩa trang dài nhất thế giới là vậy á. Anh này là người Trung Quốc. Dù sao thì cũng phải đi nữa đúng không? Ai, thôi, Bùi Hồ đã đặt cái máy xuống và ngồi đây uống một miếng nước. Này, mời cô bác anh chị. Ở trên đây cao hơn 500m so với mực nước biển. Thành thử ra khi lên đây không khí nó càng lỏng quá anh chị. Nhiệt độ bây giờ thì cũng khoảng 10 mấy độ C. Và ngồi đây để thưởng thức một miếng nước mới có sức lội lên tiếp nè. Là cứ những cái bậc tường thành này có cứ chạy qua những dãy núi, hết dãy núi này đến dãy núi khác, trùng trùng điệp điệp vậy á. Nên thành nữ á, là những cái gì ở đây á, nó mang một cái dấu ấn lịch sử rất là lớn ha, của các triều đại của phong kiến của Trung Quốc. Và người Trung Quốc vẫn luôn tự hào rằng họ có một vạn lý trường thành. Mà đó là đây là một công trình không chỉ của Trung Quốc mà là của cả toàn nhân loại. Thì thấy sự hùng vĩ nó như thế nào hả các bác anh chị? Những người á, 50-60 tuổi á, thì không có lội, họ không có lội lên đây nổi. Và bắt buộc là phải ở dưới kia kìa, cùng Vua Hồ á. Có chuẩn bị chẳng một cái nước suối nè. Thôi bây giờ tiếp tục đi ha. Hôm nay á thì cứ ngỡ là không khí ở Bắc Kinh nó lạnh, nhưng mà thật ra là sáng sớm thì khoảng 8 độ C thôi. Và thời điểm bây giờ là khoảng 10 mấy độ C. Bây giờ nó đã toát mồ hôi luôn rồi. Thôi bây giờ tiếp tục đi. Tiếp tục đi nè. Đi để mà đến. Có một câu rất là hay đó là đi thì sẽ đến, quan trọng là mình có chịu đi hay không. Ây dạ, nhớ áo nhớ đồ nhá, có ai có đồ áo là nào nhớ lấy đấy. Lên đây tụi kia không?
Lên tới đỉnh luôn. Tới đỉnh luôn. Hào hán. Bắt đáo trường thành phi hào hán. Hào hán. Hello. Cái anh này là cũng người Việt Nam. Vâng. Yeah. Việt Nam. Dạ, anh ở tỉnh nào? Hải Phòng. Dạ, yeah, miền Tây, Đồng Tháp. Hưng Yên, Hải Dương ấy. Hải Hưng. Hello. Vì sao người ta đi được mà mình đi không được? Mình phải tiếp tục đi rồi. Hey. 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 Ngủ mệt. Càng đi xuống thì càng mệt hơn. Mà bây giờ hey. Cố gắng. Cô bác biết với chị là tường thành xây một bên nè, một bên xây nó bằng phẳng, một bên xây nó có vô lên và chừa những cái lỗ như thế này để chi cho cô bác chị biết không anh cho bùi hồ, và có những cái lỗ nhỏ như thế này nữa nè. Biết tại sao vậy không? Vì á, khi mà xây tường thành này á để mà trấn ngải biên cương bảo vệ tổ quốc của các thời kỳ á, thì người ta chừa lỗ này ra để khi mà bắn cung nỏ đó, tên đồ á, bắn ở đây bên đây nè, bắn xong thì các quân lính á sẽ núp vào đây, nè hả, họ có thể là đưa cái nỏ bắn ở dưới này nữa nè hả, hoặc là đây, hả. Còn bên đây là bằng phẳng, vì bên đây là thuộc địa phận của Trung Quốc ha, thuộc địa phận của nước ha. Còn bên đây là ngoài biên cương. Sợ giặc phương Bắc, nhất là giặc Nguyên Mông. Thôi, gần tới một cái nhà nữa rồi. Cái nhà này cao hơn tí xíu. Mình sẽ tranh thủ lội bộ xuống dưới trước 11 giờ rưỡi. Đây là nhà vệ sinh đó. Một tí xíu nữa thôi cô bác chị. Một tí xíu nữa thôi. Còn một tí nữa thôi. Không được bỏ cuộc. Hey. Chỉ là lội bộ thôi đúng không? Qua thứ phim này, những thông tin đó mà Bùi Hồ cung cấp là những tư liệu mà tìm ở trên mạng. Tuy nhiên á, là nó vẫn còn ít ỏi so với những gì mà cô bác anh chị biết được, thì cái gì sơ sót mong cô bác anh chị bỏ qua ha. Nhưng mà chắc bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Thấy cái mệt nhớ là thấy thương Bùi Hồ để mà chia sẻ thức viên này, thì đừng quên like đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ Bùi Hồ ha. Dự định á, cuối năm nay á, nếu đủ duyên thì Bùi Hồ sẽ đặt mặt trăng đến mộng nước ở Bắc Phi đó là Ai Cập để khám phá kim tự tháp. Ôi, đi xíu nữa thôi. Khi đi xuống nó sẽ mệt hơn đi lên.
Bây giờ chỉ còn có mình thôi. Không biết là còn ai trên đó không. Đây là gần như trên đỉnh núi nha cô bác chị. Không đơn giản mà. Cái việc mà lội lên bậc tam cấp thôi. Gần tới rồi. Lội gần một tiếng. Tới rồi. Không sao. Vì sao ai cũng có thể đặt chân lên được, mình thì không. Áo khoác thì nó chống ấm, nhưng mà giờ mang nó nặng hơn. Phải nói là mấy ngàn bậc tam cấp. Đây người ta không cho leo qua khỏi bức tường thành. Tới đây là được rồi. Hay. Tới rồi. Hay. Được tới đây nữa rồi. Còn khí đầy lỗ cơ quá cái gì. Hay. Thôi. Bất đáo trường thành phi hảo hán. Rồi hồ đã đến nữa rồi. Hay. Đã đến nơi rồi. À đây cảnh này hơi tù, để bộ hồi quay qua đây. Cô bác anh chị thấy nè. Cảnh này nè, nó sẽ hùng vĩ hơn. À. Cởi áo ra. Ê, hầm quá. Vừa hồ phải mặc ba cái lớp áo. Mà cái lớp áo này thôi. Bây giờ nó coi như là nó ở thời điểm này nó vô dụng rồi. Hãy cột nó lại. Rồi. Thôi. Như vậy là Bùi Hồ đã thực hiện được cái ước mơ của mình, đó là đặt chân đến Vạn Lý Trường Thành. Đặt chân đến một cái nơi được gọi là Bất Đáo Trường Thành Phi Hảo Hán, là một trong những bảy kỳ quan nhân tạo của thế giới từ thời Trung Cổ tới giờ. Một trường thành xây dựng với hơn 1 triệu người dân, từ những tù binh tử tội cho đến những người tri thức phản quốc. Người ta nói trường thành này xây dựng không chỉ là vôi, là đá, mà là có cả xương máu của những người đời. Người ta biết rằng Vạn Lý Trường Thành giống như là một nghĩa trang dài nhất thế giới. Được đặt chân đến đây là một phần trong mơ ước của Bùi Hồ từ nhỏ. Rất cảm ơn cô bác anh chị đã ủng hộ Bùi Hồ trong thời gian qua. Và sở dĩ Bùi Hồ đặt chân đến đây như leo lên đến gần như là cái đỉnh cao nhất của Vạn Lý Trường Thành để chia sẻ thước phim này, như là lời cảm ơn đến tất cả các cô bác anh chị đã ủng hộ Bùi Hồ trong suốt thời gian qua, trong cái quá trình mà Bùi Hồ đi làm thiện nguyện cũng như là đi khám phá du lịch những nơi, những vùng đất lạ trên thế giới. Rất cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Lời cảm ơn từ một đất nước tỷ dân, đó là Trung Quốc. Lời cảm ơn từ một công trình vĩ đại của nhân loại mang tên Vạn Lý Trường Thành. Còn bây giờ thì uống miếng nước. Xin chào và hẹn gặp lại. Vừa hồi có dịp trở về dưới. Trời ơi, cái dưới kia hơn 1.000 bậc thang. Và với cái
vạn lý này nó dài khoảng hơn 21.000 km thì cô bác anh chị là gấp mười mấy lần thì diện tích từ Bắc tới Nam của Việt Nam đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại. Tiếp tục đi. Thôi, goodbye.